cập bến thêm 6 máy hút ẩm Mitsubishi mít mỏng 22 và 16 lít mọi người này. Ok, chào mọi người, buổi sáng hôm nay thì mình vừa tiếp tục cập bến thêm 16 máy hút, quên 6 máy hút ẩm mọi người nhá. Đấy. Thì đây ạ. Đây. Con này đây mình đang bóc một con ra. Đấy, đợt này thì hàng nó giá nó cực kỳ cao mọi người nhá. Nên là mình cũng đi lựa mãi mới được mấy con thôi. Đấy. Những con này như đây là có khoảng 5 con Mitsubishi 22 lít này. 1 này, 2 này, 3, 4, 5 và một con 16 lít mọi người nhé. Đấy. Hàng thì là nguyên zin. Đấy, con này có phải hơi bằng vàng này, con này phải làm lại mặt một chút này. Đấy. Những con máy 22 lít như này thì hiện tại bây giờ rất là hiếm mọi người nhé. Hiếm mà giá nó cực kỳ cao luôn. Thì những cái con như những con 16 lít thì dùng được khoảng 40 m2 đổ lại, còn 22 là khoảng 5-60 m2 nhé. Bác nào có nhu cầu về những cái dòng máy này liên hệ bên em. Đây có một con này là tất cả hàng nguyên zin nhá, vỏ zin hết mọi người nhá, vỏ zin hết. Bác nào có nhu cầu về dòng Mitsubishi 22 lít mít mỏng 16 2 lít điện 220 liên hệ bên em nhá. Đấy, hàng thì tương đối em vẫn còn tương đối hàng này, bây giờ là em ôm tiếp thôi. Rồi, cảm ơn mọi người.